Bếp từ Panasonic mã KZ G32AK, về được 3 con mới tinh 100%. Đập hộp luôn. Đây thông số của nó đây nhé. Siêu VIP luôn. Dùng con này thì anh em bao chất luôn. Hàng đập thùng luôn nha anh em nhé. Vừa về xong xịt vào hướng dẫn các thứ đầy đủ luôn này. Đó. Ngoài ra thì còn rất nhiều. Tủ lạnh Hitachi. Đó, máy giặt này, Panasonic này, Panasonic này. Đây chiếc này Panasonic VX 9900 bán về về khu đô thị Hà Đông rồi. Đây còn đây là máy máy hút ẩm nhé mọi người nhé. Đây mới tinh 100%. Mình chỉ làm máy phát điện nhưng bận thì không quay được. Đây bà chị gái mình làm về cái này thì hôm nay về nó về đêm qua về rất là nhiều. Hôm nay tranh thủ quay cho anh em. Không có nhiều anh em hỏi nhưng mà mình ít quay lên trang cá nhân. Đó. Đó, rất là nhiều luôn. Điều ngoài các thứ cũng thế. Thậm chí là ghế massage rồi là mọi thứ này đều đầy đủ cả. Thì cái này thì gần như là chị gái với lại vợ mình bán thôi. Mình không bán, mình chỉ bán máy phát điện. Còn ví dụ như anh em nào dặn lấy hoặc là gì đấy thì mình sẽ vẫn bán cho anh em và cho thợ đi lắp đặt cho anh em đồng hòa nhé mọi người nhé. Đó, đây. Daikin này. Đó. Daikin này. Đó. Đây, còn đây là máy hút ẩm này, rồi là bù ẩm này. Nồi cơm điện này. Đó. Okay.